Vâng, xin chào bác, chào anh em. Chào mừng các bác quay trở lại với kênh Quyết Audio. Ngày hôm nay thì bên em có một mẫu đẩy hai kênh giá cực kỳ rẻ giới thiệu cho bác anh em. Anh em có thể sử dụng gia đình hoặc bác anh em nắp vào những cái bộ dàn để chạy những dòng loa full 30, full 40 đều được các bác ạ. Mẫu đẩy hai kênh B3, BX800. Mẫu đẩy size 1U. Chiều sâu ở phía sau thì nó chỉ khoảng tầm 27-28cm thôi. Nghĩa là các bác anh em để vào trong những cái kệ tivi cực kỳ gọn gàng các bác nhé. Rất nhẹ nhàng cho các bác anh em luôn. Quay cụ thể cho anh em luôn. Đẩy hai kênh đầy đủ tính năng. Đây là mặt ông bên cạnh đó các bác. Quay về trên cho anh em xem luôn. Quay trước về hình thức cho bác anh em xem trước nhé. Đây, anh em có thể xem cụ thể luôn về hình thức của em nó luôn. Đấy, chiều sâu thì các bác có thể thấy luôn. Đây, một càng tay 22 rồi khoảng tầm đầu 27 thôi. 27, 28. Tính cả các bác anh em mà nắp rắc lưu trích chẳng hạn. Một mẫu đẩy hai kênh giá chỉ hơn 2 triệu đồng một chút thôi. Hơn 2 triệu đồng một chút là các bác anh em có thể thoải mái đánh cặp loa full 30-40 từ 19 thoải mái thôi các bác ạ. Test thử thực tế cho anh em luôn. Em đang nắp test thực tế cho bác anh em về loa full 30 đấy nhá. Loa full 30 của Sauvolet từ 20 luôn, chứ không phải là dòng từ nhỏ. Test thực tế tiếng nhạc cho anh em nghe thử xem đánh có căng không bác nhá. Test thực tế luôn cả cái chức năng đảm bảo an toàn khi các bác sử dụng. Nhiều anh em thì có hỏi em này, khi mà cái con đẩy mà đang chạy lớn như thế mà không may mà tắt nguồn đi thì khỏi bị làm sao không? Thì đây em test thực tế cho các anh em. Đang mở đẩy đến gần 3 giờ đúng không? Em tắt thì nó sẽ ngắt toàn bộ tín hiệu ra, đảm bảo cho các bác anh em sử dụng loa được an toàn đúng không? Rất nhiều các mẫu đẩy anh em mua ở trên thị trường với dòng đẩy Class D anh em bị cháy chép với cái tội là nó khi mà tắt đi đấy, tắt đi hoặc mở lên thì nó tăng đột ngột cái âm thanh, hoặc là khi các bác tắt đột ngột như này nó sẽ gây tiếng nổ chẳng hạn, bị ảnh hưởng đến loa đúng không? Còn riêng về cái mẫu B3 BX800 này thì em test thực tế cho anh em thấy luôn rồi, các bác yên tâm để sử dụng luôn ạ. Đấy, hay đấy, mở lên cho anh em nghe thử nhá. Nó sẽ tăng từ từ, đóng le và tăng từ 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 lên. Nên các bác khi sử dụng những dòng đẩy bên em đều test cẩn thận trước khi mà đưa ra giới thiệu cho các bác anh em. Nên anh em yên tâm luôn. Tất cả mặt hàng này thì đều được bảo hành 1 năm cho anh em ấy. Đây, các bác nhìn phía sau. Phía sau thì dòng đẩy hai kênh này thì các bác anh em có thể nhìn thấy luôn. Những dòng size mỏng thì nó sẽ không thiết kế ở những rắc cài mà sẽ là thiết kế bằng những rắc lưu trích. Rắc lưu trích này thì chắc chắn là các bác anh em còn đấy để bên em thì bên em sẽ tặng. Tặng thêm cho bác dây rắc lưu trích thêm là một này. Cái thứ hai nữa là dây ca lông. Dây ca lông để đầu lối xuống. Bởi vì các bác anh em nâng cấp âm ly lên thì bác không thể có dây ca lông này. Anh em mua ở các ngoài cửa hàng thì rất là đắt. Cái này bên em sẽ tặng cho bác anh em. Đấy, đầy đủ cho anh em luôn nhá. Để mà phía sau. Đây hai cổng nhận tín hiệu đầu vào này. Đây hai cục giá loa cho anh em luôn này. Và ở đây thì bác thì nhìn thấy nó có một cần gạt này. Nhiều anh em hỏi em cần gạt để làm gì. Cần gạt này thì cho các bác anh em nếu như anh em muốn chạy đấy, hay là studio như thế nào đó đấy. Cái là nó nhận tín hiệu cổng A thì nó đưa ra loa cổng A, còn cổng B nhận tín hiệu cổng B thì cho ra cổng B. Còn nếu như mà không may, thường thì anh em không bao giờ gạt ba neo để dùng bình thường đâu. Các bác những con vang thì nó đều có hai kênh ra rồi. Nhưng mà nhiều khi thì không may trong trường hợp mà các bác anh em mà sử dụng mà các bác muốn đánh những con này mà hỏng dây chẳng hạn, hoặc là có bác anh em lấy anh em này về để đánh loa súp nhỏ, loa súp 30 chẳng hạn. Đấy, thì anh em có thể nó chỉ có một cổng đầu ra súp thôi, thì anh em có thể là cắm vào cổng A này và các bác gạt sang cần ba le thì nó sẽ tự linh tín hiệu sang cổng B luôn. Rất là tiện lợi đúng không? Đầy đủ tính năng cho các bác anh em rồi nhé, cực kỳ gọn nhẹ. Đấy, mẫu đẩy hai kênh size 1U B3 BX800 cho bác anh em rồi nhé. Mẫu này thì các bác anh em thoải mái về để các bác đánh những cặp loa full từ 19 cùng 16, 30 40 đều được hết. Giá thành rất là rẻ, các bác có thể tham khảo trực tiếp ở trên phần tiêu đề luôn. Em để giá trên phần tiêu đề cho các anh em. Giá bao ship tặng dây, bảo hành 1 năm, một trong vòng 60 ngày cho các anh em luôn các bác nhé.
và bên em có thu cũ đổi mới, nâng cấp dàn âm thanh lên cho bác anh nghe. Có đổi từ âm ni sang, bên em đều hỗ trợ cho bác anh em ạ. Và anh em đang xem video mà các có nhu cầu thì bác liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hoặc nhắn tin trực tiếp qua cho bên em. Và anh em đang xem thì đừng quên ủng hộ cho em nút like, đăng ký kênh nhé.